là tôi sẽ làm tiếp cái series đó, là tôi sẽ cho con này 4 con thi triển kỹ năng cùng một lúc luôn. Thì coi thử nó sẽ đá con nào. Con sói đâu rồi? Con sói của tôi đâu rồi? Rồi ok chưa? Đấy bây giờ ok chưa? Là tôi cho 4 con thi triển kỹ năng cùng lúc luôn. Đấy bây giờ tôi cho 4 con thi triển kỹ năng cùng lúc luôn. Thì coi thử đá con nào nha. Đó, trong clip này là chúng ta sẽ có chim, Eren, Tai Si, sói, Lilimay. Đấy, và chúng ta sẽ test Lilimay coi thử nó đá con nào. Đấy, và con Lilimay là sẽ bên kiếm những người để bên góc bên phía bên tay phải. Ok ha. Rồi, quýnh ơi. Rồi, đá con chim nha. Lần này đá con chim. Cái này nó đá con chim nè, coi thử là test 2 lần đi. Rồi, 1 lần rồi nè. Má tiếp gì hao điểm quê. Rồi, 1 lần. Vẫn đá con chim nha. Rồi. Sao mà cơ mạnh nó kêu em xếp đâu, nó cũng đá con Tai Si là sao mạnh. Rồi, ok, 1 lần. Kiếm mắt đấu trường đặc biệt thôi. Rồi. Lại tiếp luôn, gặp tiếp luôn. Rồi bây giờ Lilimay đứng góc này nha, Nè, đây Lilimay đứng góc này. Nó đá nào đây? Nó vẫn đá con chim. Nó vẫn đá con chim luôn, con Lilimay đứng góc này nó vẫn đá con chim. A dream come true. Con Lilimay đứng góc dưới nó vẫn đá con chim mấy niệm. Vì đâu phải là con xa nhất đâu. Nó vẫn đá con chim kìa. Nè, con Lilimay đứng sai góc luôn nè, đứng trái góc luôn nè, nó vẫn đá con chim mà mọi người. Ôi, đang test trên một cái di vật giống nhau mà mọi người. Sao test di vật tóc đánh được, đang test trên một cái di vật giống nhau mà. Liên tiếp trên một cái di vật giống nhau mà. Đù, đau đầu quá ta. Rồi con Lilimay giờ đứng góc này nha. Con Lilimay đứng góc này. Nó vẫn đá con chim mà kìa. Nó vẫn đá con chim nha, nó vẫn đá ngay góc luôn nha, nó vẫn đá ngay cái ô đó. Bây giờ tôi chuyển con Eren vào cái ô đó, đá ngay Eren luôn nha. Nè, bây giờ tôi thử nha, là 3 lần nó đá con chim liên tiếp rồi. Thì bây giờ tôi để con Eren vô lại cái ô đó đi, thì tôi thử là nó có đá con chim không hay là đá Eren. Rồi, đây đấu trường đặc biệt đúng không? Đây con Lilimay đứng góc khác nè. Đây con Lilimay đứng góc này nha. Con Lilimay đứng góc này. Thì tôi để con Eren vô đây thì coi thử là con Lilimay nó có đá con Eren. Ông này không có tele. Cái tele nó bị lỗi. Rồi nha, con Lilimay góc này nha. Thì bây giờ tôi đổi thử Eren vô chỗ này nha. Đây tôi đổi thử Eren vô này là gần như là đối diện luôn á. Tôi đổi thử vô chỗ này nha. Thì coi thử đá con nào. Ok. Vậy theo cái ô này là mình cong là nó bị lệch ô. Thì cái ô này là ô xa nhất trên bản đồ. Nếu như mà không để trong ô năng lượng mà để vậy là nó sẽ đá vô cái vị trí so nhất trên cái bản đồ, so với con Lilimay á. Nhưng mà nếu như con Lilimay để trong cái ô đó thì bây giờ để con Lilimay gần nhất luôn đi, coi thử một cái trận gần nhất luôn đi. Nè bây giờ tôi để không hai con luôn đi, bây giờ tôi để đây. Bây giờ là con Lilimay đứng đây đúng không? Con Lilimay đứng đây, tôi để con chim sau đây, con Eren sau lưng đây. Cái gì? Thì nó sẽ đá con chim chứ đúng không? Làm theo con sai nhất trong bản đồ là đá con Tai Si hay là đá con chim? Tôi nghĩ nữa, đúng không? Trong trường hợp là nó ưu tiên đúng không? Nó sẽ ưu tiên đá hai con này thì theo là con sai nhất trong bản đồ là con này đúng không? Để đúng như vậy là con này sai nhất đúng không? Nó đá gì rịnh? Ok. Nó đá gì rịnh kìa mấy anh em? Tiêu. Nếu như mà lật ngược lại bản đồ thì
để lên cũng một đội hình nữa, chút nữa kiếm được con Lily Man ngay chỗ đó lại thử, rồi xong tôi đẩy con Brown lên trên thì nếu như tôi đẩy con chim lên trên ngay chỗ ngay rình mà đá con chim thì do lật ngược bản đồ lại. À ok, nay tôi muốn thua nào vậy? Monkey Keeper tiêu 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 tiêu. Vậy tôi mệt mỏi quá. Ly May nằm phía bên kia, nằm kiếm Ly May, Ly May nằm phía bên phải luôn, mình test cho nó dễ. Nhiều chích lỏ lắm em ơi. Đi kiếm mấy con Ly May nào nó nằm phía bên cái ô hồi nãy luôn á, mình cho nó chính xác mấy em. Mình test là mình test trên một con một chỗ vị trí đứng con Ly May thôi. Rồi đây, rồi bây giờ tôi đảo lại con này ngay chỗ đây nha, y chang luôn nha, con Ly May vị trí y chang luôn, thử đá ai. Nó đá con chim. Ủa vậy là cái thật sự là nó đá con xa nhất không vậy? Giờ đá con chim rồi kìa, ok, làm sao vậy? Ôi làm sao nữa vậy? Hồi nãy thì kêu bây giờ đá con xa nhất, xong rồi bây giờ để con nào gần nhất cái đá con đó kìa. Sao mọi lập luận nãy giờ nó đều tan biến á chị ta? A dream come true. Đù với lại này đó, bây giờ nha, theo theo tổng kết của tôi nha, theo nãy giờ tôi ngồi tôi hy sinh nãy giờ cũng hơn mẹ cũng mớ điểm rồi, là hy sinh hai ạt rồi, hôm nay mình hiến tế hai ạt rồi, thì theo đúc kết của tôi thì tôi cảm nhận là nếu như mà xếp ở hàng sau, nếu như mà xếp ở hàng sau thì nó sẽ đá con xa nhất, còn nếu như mà xếp ở hàng đầu thì nó sẽ đá con gần nhất, đúng không? Không, bây giờ mình thử đi, bây giờ mình thử lại đúng không? Là nãy mình test hai con gần nhất rồi. Thì bây giờ mình test trên con xa nhất. Nếu như mình để hàng sau thì nó sẽ đá con xa nhất. Còn nếu như mình để hàng đầu thì nó sẽ đá con gần nhất. Hồi nãy mình test hai con, cũng trên ông này luôn nè, đây cũng trên ông này luôn. Đây cũng trên ông này luôn đúng không? Thì bây giờ mình xếp hai con xa nhất. Rồi, mình xếp hai con xa ra. Thì bây giờ theo vị trí đứng của con Lily May thì con Brian nó sẽ là con xa nhất đúng không? Rồi. Ok, rồi bây giờ nó cô thử đá sau, đá như thế nào? Rồi, tôi nghĩ nó vẫn đá Brian thôi. Đúng rồi, đá Brian. Rồi, đá Brian nha, rồi ok nha. Rồi, đá Brian. Rồi. Cũng một con ly cho mày đó luôn. Brian ở ô đó, Aaron trước mặt Lily May rồi. Ok, Aaron trước mặt Lily May đúng không? Rồi, ok, test luôn mấy anh em. Rồi lại mẹ ông này tôi bút điểm cho ông này hơi bị nhiều luôn rồi á. Rồi, giờ đứng trước mặt đúng không? Giờ đứng trước mặt luôn nè, đây để trước mặt vô vừa lòng nha. Như gì đúng không? Như gì nha. Rồi. Nó đá Aaron. Sau khi tôi ngồi tôi test mấy ngày liên tiếp rồi thì tôi chốt lại là con Lily May nó nhìn thấy con nào đá con đó. Con Lily May nó nhìn thấy con nào gần, con Lily May nó nhìn thấy con nào ở gần thì nó sẽ đá con ở gần nhất, còn nếu như ở xa nó sẽ đá con trước mặt nha, nó sẽ đá con đối diện, nó đá con đối diện, rồi nếu như mà ở xa thì nó sẽ đá con xa nhất. Đủ cũng chịu, bây giờ quá lý thuyết vậy thôi, chịu mấy em mà máy giờ bó tay rồi. Mấy giờ mới biết sao bây giờ. Mấy giờ chịu rồi, mày tôi hiến điểm gì đủ rồi mấy đâu mà mày giờ. Rồi sắp vào phía bên trái đúng không? Rồi ok. Mày hiến rồi, hiến điểm rồi, nhiều hôm nay tôi chưa like qua bên main. Anh thử để con Aaron ô nổ dưới, còn con chim dưới ô luôn cả con Aaron. Thì nó đá con Aaron. Bây giờ nếu như mà em để con Aaron nổ này, con chim đứng ngay ô này đúng không? Như gì đúng không? Em kêu là xếp như gì đúng không? Như gì đúng không? Đang như vậy thì theo lý thuyết là con xa nhất là nó sẽ đá con này. Là con này ở vị trí tiến sau. Dồn hết vào bên trái luôn đúng không? Dồn hết vào bên trái luôn đúng không? Rồi ok.
Rồi để một mình con chim bên đây thôi nha, anh để một mình con chim bên đây thôi nha. Rồi. À, ok, dùng hết bên trái luôn rồi, để đúng một mình con bướm bên đâu này thôi, đáng nào. Ở đây rồi. Vậy hàng sau đâu ảnh hưởng đâu, thì cuối cùng nó là quần què gì đây. À, cũng như vậy luôn nhưng mà không cho ông Eren đứng trong cái ô nộ nữa coi. Chiều 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 đầu bạch đục bạch đục bạch đục bạch đục. Rồi ok, qua bên đây đứng đối diện ô luôn. Rồi ok, con ly mấy đá nào. Nó đá con chim. Đồ mẹ, nó đá con chim kìa. Mấy ông nội ơi, nó đá con chim kìa. Không, lần này nếu phải là con gần nhất, nó đá con chim. Không, tôi hiểu rồi. Rồi từ từ, tôi hiểu nguyên lý rồi. Nếu như nguyên lý của tôi không nhầm thì nó sẽ như thế này. Tôi hiểu nguyên lý hoạt động rồi. Bây giờ tôi hiểu nguyên lý rồi, từ 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 mấy anh em. Mấy anh em đợi tôi chút xíu. Chỉ còn một cách như gì thôi, chỉ còn một cái như gì duy nhất thôi. Rồi. Tôi nghĩ là như gì thôi, chỉ còn một cái như gì thôi. Chỉ còn một cái duy nhất là bây giờ cái mà để mình ngồi mình biện luận vấn đề này thôi. Bờ, để tôi lật ngược lại. Rồi, ok. Có chắc, nhầm. Cái bản đồ này nó cũng khó anh em. Bản đồ này bây giờ nếu như mà làm gì nó đảo ngược lại bản đồ à. Nếu như tính theo cái đảo ngược lại bản đồ. Bây giờ cái bản đồ nó sẽ bị lật ngược lại nha. Ví dụ đi. Đây tôi ví dụ như này. Cái vị trí của nó tôi nghĩ nó sẽ tính theo cái bản đồ như này nha. Đây cái màn hình đây. Rồi. Tôi mở cửa sổ lên như này. Rồi ok. Thì đây là con Lily May đi. Cái A là con Lily May nha, cái A này là con Lily May. Thì cái A này là của con Lily May. BC này là con Eren. Thì hai vị trí thì BC con Eren đi. Thì ví dụ như là nếu như là mình bên công, đúng không? Nếu như là mình bên công thì con Lily May nó sẽ đứng phía bên ô, phía bên tay trái của mình là bên A, đây là bên đây. Thì cái con mà đối diện với con Lily May là B. Thì cái con xa nhất đối diện nha, và xa nhất là C nên là con Eren nè. Ví dụ con Eren đi với con Ron, con Ron đi, thì nếu như con gần nào đối diện trước mặt con Lily May thì ở hàng dưới đâu, ở hàng đầu thì nó sẽ đá mặc định vào con Eren, đá vào con gần nhất, con nào con Lily May nhìn thấy. Còn mà nếu như mà đứng ở vị trí xa thì khi mà đảo ngược lại bản đồ nha, khi mà đảo ngược lại cái bản đồ á thì con Lily May sẽ nằm phía bên phải này nè nha. Mấy anh em hiểu không? Có nghĩa là về mặc định là chỗ đây hai vị trí này nó sẽ đảo ngược lại bản đồ. Thì lúc mà tính khoảng cách á, là khoảng cách là nằm trên cái bản đồ cũ hay là nằm trên cái bản đồ đã đảo. Tôi sợ bị nhầm gì á, cái này để tránh trường hợp gây quơ nha. Tại sao tôi nói vậy? Tại vì trong cái đấu trường á là mấy anh em sẽ ngồi có nhiều bạn vô sẽ ngồi chửi tôi là tôi làm màu trên đấu trường này, cho nên là tôi sẽ nói trước là tôi, tại vì sao làm như vậy? Tại vì khi mà đi BK nha, ví dụ tôi xếp cái bản đồ ở đây, đúng không? Tôi xếp cái bản đồ là cái map đấu trường đặc biệt, đúng không? Là con, ví dụ như con Lily May tôi xếp ở đây đi, thì khi mà người ta công tôi á
nha, khi mà người ta công tôi á thì con Lily May của tôi nằm ở phía bên này nha, đây là khi người ta công tôi nè. Đó, khi người ta công tôi á thì con Lily May với lại con Eren của tôi sẽ đứng ngay chỗ này. Cô đặc biệt này nằm phía bên đây thì nó sẽ đảo ngược lại cái bản đồ. Là nó tính cái bản đồ đảo ngược, tính vị trí của bản đồ đảo ngược hay là tính vị trí của bản đồ BVB thực tế. Nha. Không, nè mấy anh em coi nè, đây là cái bản đồ đảo ngược nha. Thì nếu như hồi nãy là bây giờ đây là cái bản đồ đảo ngược lại thì khi mà đi BK tôi công đi là tôi sẽ nằm cái độ hình ô dưới đây nè. Nha, đây là người ta thủ là người ta sẽ thủ như gì? Nha, người ta thủ là người ta sẽ thủ như gì? Nha, thường ở chỗ này ví dụ để ví dụ minh họa là người ta thủ là người ta sẽ để như gì? Đúng không? Người ta thủ là người ta sẽ để như gì? Là tóm lại Bảo Phạm đã rescan 10.000 đồng. Anh vào ơ em xếp tim được không ạ? Cái này mai được không em? Bây giờ trễ quá rồi. Bây giờ 10:42 rồi, anh còn qua em khác nữa. Bây giờ là nó sẽ tính khoảng cách, anh em hiểu không? Là nó sẽ tính trên cái khoảng cách của bản đồ chưa đảo ngược hay là bản đồ đã đảo ngược. Tại vì mấy anh em công mà nó sẽ khác nha. Công là mấy anh em nằm bên ô này nè, công là mấy anh em nằm bên ô này, còn thủ là mấy anh em nằm bên ô này. Thì khi mà nó đi công á, mấy anh em đi công á lại đi thủ á, là nó sẽ tính trên cái bản đồ là đã vô trận, nó phải tính trên cái bản đồ này chứ chẳng lẽ là đi công thủ là nó tính y chang. Thì nếu như con Lily May đứng đây, thì nếu như con Lily May đứng đây công thủ thì con Lily May là nó đứng đối diện, là con Lily May ở hướng bên này à. Vậy tính khoảng cách là con Lily May bên này chứ. Đúng không? Nếu như bây giờ mấy anh em đi thủ đi là con Lily May nằm bên này thì chuyển qua công đi thì con Lily May nằm bên này. Vậy coi thử khoảng cách hai bên thì đặt hai ô này nó sẽ vị trí của hai con này nó sẽ thay đổi. Tại vì nãy mọi người nhớ không, là mình lúc mà mình test con Lily May bên đây, mình đặt con Eren và con chim ở đây thì con Lily May nó mặc định nó đá con chim. Nhưng mà khi Lily May mình nó người ta để bên đây thì con Lily May nó mặc định nó đá con Eren. Đúng không? Là mình test thực tế nha, thì nó sẽ là vậy. Thì tôi không biết là cái map này nó sẽ tính trên cái map đã đảo ngược hay là nó tính trên cái map thủ của hai người công bằng nhau, là map chưa thủ là hai ô đặc biệt giống nhau, rồi ô này nè, nó cục ô này nó cũng đối diện ô này, là hai map giống nhau nha, là cái ô này đang bị đảo ngược, là nó tính trên cái map chưa đảo ngược hay là đã map chưa đảo ngược hay là map đã đảo ngược rồi. Tại vì mình công thực tế nha, mình đang công thực tế trên một cái map đã đảo ngược rồi, nó hiện sẵn cho mình luôn nè, đây nó hiện sẵn cho mình cái ô luôn này luôn nha. Nó hiện sẵn cho mình luôn nè. Thì khi mà mình đi công á, người ta đi thủ thì cái map này nó sẽ đổ, nó y chang như này. Nha, mình đi công á thì nó sẽ y chang như này nè. Đó, y chang như cái ô đỏ đây nè. Thì khi mà xếp vô á, thì cái vị trí của Lily May này nó sẽ đá như thế nào. Rồi, ok. Hôm nay mình tôi nghĩ là hôm nay mình tới đây thôi mọi người. Mẹ tôi đuối quá. Hôm nay mình tới đây thôi mọi người. Thì là nói chung là bây giờ nếu như mà để như gì thì nên chơi chích lõi con nào. Đấy, nên chơi chích lõi con nào thì coi thử hôm nay tôi đép thử coi. Rồi tôi lấy tư liệu mai tôi lấy thêm con chim cho tôi đép thử coi, tôi lấy con chim để mai kiểu gì tôi cũng bị đấm mà. Cho nên là tôi lấy để vô coi thử là nó sẽ như thế nào. Rồi tôi để con hai con này lên đầu. Rồi tôi để thêm con Coco nữa lấy tôi bút miễn thương. Đây tôi lấy thêm con Coco nữa để tôi bút miễn thương. Rồi ok như vậy ha. Đó, tôi để xếp hàng thẳng đứng như vậy. Rồi ok tôi để như vậy. Rồi như vậy ha. Đó thì coi thử ngày mai đá con nào. Rồi vậy thôi. Vậy chứ biết sao giờ mọi người. Vậy chỉ có vậy thôi mọi người à. Hoặc là thay con người Ken này bằng con Lily May luôn, không cần tăng cũng được như vậy chứ đi. Rồi mai coi thử có kết quả. Ôi ôi vé tụt có 20 hạng. Rồi là trời.